Hello em, mấy cậu lại ngồi ấy ngồi ở dưới lại không biết cái gì. Cho vay 5 triệu à? Cái mà vay, cái vấn đề mà hôm nay lúc mà like ấy, bà chấy bà bảo là vay 5 triệu ấy, nhưng mà chắc bà quên mà không nói. Lúc ấy là mình không mang tiền mặt, mình vay bà 5 củ, mình về mình chuyển khoản luôn mà, chuyển khoản ngay lúc đấy luôn mà. Trong cái vấn đề mà kiểu anh em bạn bè hay là người yêu hay là chơi cái gì, tôi sợ nhất là vấn đề tiền lòng. Ví dụ xin nhau 50.000, 100.000 hoặc 500.000, 1 triệu là xin là xin. Nhưng mà mình vay cả 50.000 là mình phải giả. Đúng không? Chứ điền đi vay người ta 5 triệu không giả lúa. Đúng rồi, gọi là tiền bạc, gọi là tiền bạc phân minh, ái tình luôn là dứt khoát. Nó phải rõ ràng, làm sao mà chuyện vừa mới quen gặp bà buổi là buổi thứ hai là buổi thứ ba nhỉ? Đừng vay bà 5 triệu ngáo. Lú luôn. Hello Quốc Khánh nhá. À hôm nay nói về vấn đề thì hôm nay mình kiểu mình like kiểu đăng số lên ấy. Đăng số con vợ lên đúng không? À, kiểu kiểu chơi thì chơi đang buổi trưa ấy, xong mấy con vợ kia kiểu là bên 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 cắt chỉ, bên 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 bệnh viện ấy, gọi điện đến cho bà ấy. Trời ơi mẹ phá quan quan ngay. Xem UFO đẹp. Ô, cái UFO hay mà. Nói chung là chuyện mà mọi người cứ vào TikTok của mình xem cái mà mình theo dõi, mình toàn theo dõi người ngoài hành tinh UFO xem hay. UFO hay nhở, lên sóng hỏa với cả gọi là một năm ánh sáng là bao nhiêu cây đấy, cái kiểu kiểu đấy đấy. Xem hay xong miên man. Tôi hay xem người ngoài hành tinh lắm, cuộc sống ấy. Kiểu gì cũng có kiểu 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 có các con vợ người ngoài hành tinh cũng kiểu song song với mình ấy, nhưng mà mấy con vợ đấy kiểu là không biết là có luyện được tầng duy độ gì không. Nhưng mà kiểu ảo ảo. Anh Long Lhasa. Ô xem hay mà em, xem Lhasa hay vậy trưởng luôn. Miên man luôn, nghe con vợ lẻ luôn. À cái chuyện mà hôm nay bà hôm hôm mà đi gặp bà cháy lần thứ hai ấy, thì bà cháy đấy bà ấy có dắt một một con vợ, à hai con vợ. Một con vợ là bạn bạn thân bà ấy ở Đà Nẵng, một con vợ là ở Sài Gòn. Quên đợt 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 đấy tôi quên, tôi không kể. Hôm nay bà ấy kể thì mình mới nhớ lại. Thì hôm nay mình hôm nay đến ăn thì mình nhìn nhìn bạn bà ấy thì mình thấy cô bà này trông kiểu lớn tuổi, đeo kính thì trông bà cũng màu mỡ thật. Trông bà màu mỡ thật. Trông con vợ bú con vợ kiểu là lặn lặn con vợ béo. Nên mình bảo ôi chị ơi chị đến một tạ không? Mình hỏi luôn, mình bảo là bà chị có đến tạ không, bà chị cũng mặt đỏ phải không, bà chấy vào ngồi cạnh bà mặt đỏ chưa thấy ai trêu trêu kiểu như mình. Và mình bảo là bà chị có đến một tạ không, sao bà chị cận lại còn đeo kính kiểu kiểu đấy. Xong rồi lúc đi về mình gọi là mình trêu mình à, con vợ sợ ma mà mình chỉ vô tình, mình không biết là con vợ sợ ma, mình chỉ vô tình thôi. Mình bảo ông anh không chào bà chị, không chào ông anh em gái à. Xong bà ô anh nào ông anh ngồi cạnh chị đây chào nhau cái đi nhỉ. Ui Long ơi đừng, sao lại trêu chị cái thứ, cậu sợ không, cậu rén. Cũng sợ quá, cũng rén trêu nhiều quả, trêu thì cũng hơi sợ thật lẻ mà. Nói chung là anh mà lấy xe mà đi kiểu hai đứa ấy, thì anh hay trêu lắm, anh hay đùa, anh trêu đùa đùa. Mà tôi không bị đơ đâu nhá, mấy con vợ cứ tưởng mình bị đong xong lại bảo là đội nhà giai rồi giếc bị hâm hâm. Ông mấy con vợ lại tưởng mình kiểu bị có tí gọi là đầu óc có vấn đề nào ấy. Không vấn đề đâu, tôi đùa thôi, tôi vui đùa chôn mình là kiểu chôn khác người đó. Chôn kiểu 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 nó khác người. Hoặc tôi đi taxi ấy, tôi đi taxi cho mình bảo ui chú ơi che cháu mượn kiểu kiểu kính che cháu ấy, trời nắng quá buổi tối mà. Mình đợt tôi vào Sài Gòn ấy, tôi cứ trêu ui trời nắng quá nhỉ. Ấy kính lên cái thứ, mấy con vợ lú luôn, trêu lú luôn. Thế hôm mà bà cháy mình cũng trêu bà cũng ngáo luôn. Mình chiêu bà ấy, mình bảo nắng quá thế này đó, kiểu kiểu trời nắng ấy chiêu bà ấy. Nói chung là nhiều cái quả đùa, nói chung là các bà chưa bao giờ đùa. Có bao giờ ai gọi là lên 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 xe taxi xong rồi lên xong một đứa mới quen thì tôi bảo em ơi trời trời nắng quá ấy. Hiểu không, bảo trời nắng quá con vợ bị lú luôn mà. Mình cứ con vợ cứ để thử một xem mà chơi thu hồi nợ xấu.
thua lỗi xấu cái gì, qua viết bài lên để trêu nói chuyện bà cho vui thôi. Cái máy Flycam đấy là máy 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 công nghiệp, cái máy nó tưới 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 nông nghiệp ấy, nó nặng à máy đấy là 270 triệu, bay được 20 hay 30 phút ấy, xong nó xách được khoảng 30 cân nước. Ủa 30 cân nước mà mấy con vợ bây giờ mà hình dung 30 cân phân nhá, 30 cân phân mà pha ra nước mà lỏng mà tưới lên nhà thì thôi xin một lần dọn luôn, mà tưới chế độ lại còn phun sương nữa thì hộ gái luôn, nó là chấm hết luôn. Ông anh hay tròn, anh thì tròn từ ngày xưa rồi, thế cho nên là mấy quả mà bà này ở cạnh anh thì suốt ngày bị anh trêu thôi. Nhưng mà tôi trêu là trêu kiểu vui thôi, chứ tôi có bị hâm hâm đơ đơ đong đong đâu. Mấy con vợ cứ bảo mình ảo mặt túy với cả cái kia, con nhà võ trêu ấy. Nói chung là trong cái chuyện tình yêu ấy, đi hai người ấy, hoặc là đến một nơi nào thì bây giờ mấy con vợ thích người yêu mình gọi là câm lý nè, đúng không? Đó là vui ấy, đúng không? Gặp yêu nhau khi yêu đó là lòng như một thằng trẻ con đấy. Khi yêu vào đúng là yêu gãy người luôn, yêu yêu gãy người luôn đấy. Ở đâu có lợ ở đó có chúng tôi. Vui mà. Nói thật về các bạn, mà khi mà các bạn tìm được đúng cái người mà theo cái kiểu mà hôm nay nhiều bạn comment hỏi là tại sao cho ra được đấy trai, tại sao anh Long anh ý nghịch như thế mà tại sao chị vẫn yêu được. Tôi thấy nhiều nhiều con vợ hỏi cái câu đấy hơi hơi bị buồn cười, tại vì cái vấn đề mà mình và bà yêu nhau ấy thì thực ra là khi yêu mình phải mang tiếng cười, mang cái niềm vui đến mỗi khi gặp nhau, yêu người yêu các thứ ấy, thì đó là nó bài bản hết đấy. Bài bản cái gì, khi yêu thì nó phải là gọi là vui đúng không, gặp thì nó là kiểu yêu chiều đấy, đại loại thế. Thế bây giờ yêu mà gặp một ông suốt ngày game với điện tử im lặng không biết nói năng gì, xong em ăn cơm trưa xong lại bảo là kiểu dạng như kiểu đặt đâu ngồi đấy là tôi không thích. Tôi thích người yêu tôi là ví dụ mà có đông người thì là xưng hô là anh em vợ chồng không nói bậy, nhưng mà ví dụ mà có hai người thì là được phép mày tao, được phép gọi là chửi nhau là mày mày thế này thế lọ, con vợ tao đùa với mày à hay nhau đúng không, thì nó phải là vui. Anh béo lên mấy cân chứ bây giờ nói thật với mọi người, mà yêu mà suốt ngày mà gặp nhau xong không có câu gì, không có chuyện gì nói, xong cứ nhìn nhau xong rồi kiểu ấy ấy nó không vui. Yêu vào khi yêu nó phải phải là bộc lộ, hiểu không, những cái hay cái vui mà quan trọng nhất ấy là khi mình gặp người yêu mình mà chỉ hai đứa thôi mà nó vẫn vui đấy thì nó lại là chấm hết luôn. Nó mới cái đấy nó mà quan trọng, sướng. Nhà trai phải văn vở đúng không, phải có tí văn vở chứ, chứ giờ yêu mà gặp cái quả buồn buồn hay là cứ kiểu đặt đâu ngồi đấy, xong rồi dạ, gọi dạ bảo vâng anh không thích, cứ kiểu gọi là bảo dạ, gọi dạ bảo vâng là anh này đã không gọi là khoái rồi. Anh không thích người yêu mình có kiểu phải dằn dắt nghe theo cái tiếng gọi phải ngoan ngoãn thì ngoan cái gì có vẻ là hợp hợp lý.